chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chạy đua cứu hộ sự cố vỡ đê hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc. Khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để gia cố bờ kè tại hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung, sau khi đê hồ này bị vỡ chiều ngày 5 tháng 7. Bờ kè dài 14,3 km, được coi là tuyến phòng thủ thứ hai, nằm cách đê bị vỡ khoảng 2 km. Thanh tra địa phương cho biết đây là một nhiệm vụ khó khăn vì bờ kè không vững chắc bằng con đê và chưa được sử dụng để chặn nước kể từ năm 1996. Theo công ty kỹ thuật của tập đoàn An Nan Trung Quốc, việc gia cố bờ kè dự kiến mất 4 ngày. Các nhân viên cứu hộ đã dọn sạch các chướng ngại vật dưới chân bờ kè và chuẩn bị đặt bao cát gia cố. Hồ Động Đình ở thị trấn Tuấn Châu, thuộc huyện Hoa Dung của thành phố Nhạc Dương. Chiều ngày 5 tháng 7, khoảng 10 mét đê hồ này bị vỡ nhưng sau đó phần bị vỡ đã mở rộng. Khu vực bị ảnh hưởng gần làng Tua Bay có diện tích khoảng 50 km2. Khu vực này đã từng xảy ra sự cố vỡ đê năm 1996. Kể từ trưa ngày 6 tháng 7, sự cố vỡ đê đã khiến nước tràn vào nhiều hơn, gây nguy hiểm cho bờ kè. Tính đến 14 giờ 40 phút, theo giờ địa phương, mực nước bên trong và bên ngoài vị trí đê vỡ đã ngang bằng nhau và dòng nước đã chậm lại. 5.000 cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng đã được di dời an toàn. Hiện chưa có thông tin về người mắc kẹt hoặc thương vong. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang trong chuyến công du nước ngoài đã chỉ đạo huy động toàn lực cứu hộ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân sau vụ vỡ đê. Về phần mình, Thủ tướng Lý Cường chỉ thị nỗ lực hết sức để giải quyết tình trạng khẩn cấp, kiểm soát tình hình, bố trí chỗ ở phù hợp cho những người bị ảnh hưởng và tăng cường tuần tra các hồ chứa và bờ kè. Tổng cục Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Nhà nước, Bộ Tài nguyên nước và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến hiện trường. Các quan chức chính quyền tỉnh Hồ Nam và thành phố Nhạc Dương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo ứng phó khẩn cấp. Từ ngày 16 tháng 6 vừa qua, tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong năm nay. Trước đó, giới chức tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, cho biết mưa dông đã gây ảnh hưởng đến 811.000 người và khiến trên 195.000 người phải sơ tán ở địa phương này. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh An Huy, tính đến 16 giờ cùng ngày, theo giờ địa phương, mưa dông đã gây thiệt hại nặng nề tại 35 quận, huyện tại 6 thành phố cấp tỉnh. Mực nước trên sông Trường Giang, sông dài nhất Trung Quốc, đoạn chảy qua tỉnh An Huy đã vượt quá mức báo động và đang tiếp tục tăng lên. Những trận mưa xối xả cũng đã khiến mực nước tại 19 con sông khác trong tỉnh tăng lên trên mức báo động. Trong 24 giờ qua, tính đến 17 giờ ngày 30 tháng 6, mưa lớn đã trút xuống một khu vực rộng lớn của tỉnh An Huy với 258 trạm khí tượng thủy văn ghi nhận lượng mưa trên 100mm, trong đó lớn nhất là 255mm. Để ứng phó khẩn cấp với mưa lớn và lũ lụt, chính quyền 8 thành phố thuộc tỉnh An Huy, trong đó có 5 thành phố ven sông Trường Giang, đã huy động tổng cộng 26.000 nhân viên đi kiểm tra các con đê. Theo Trung tâm Khí tượng tỉnh An Huy, trong 24 giờ tới tính đến 20 giờ ngày 1 tháng 7, mưa lớn dự kiến tiếp tục xảy ra tại các khu vực ở phía Nam và ven sông Trường Giang. Sông Trường Giang đang trải qua trận lũ số 1 của năm 2024. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết mực nước sông Trường Giang đo tại trạm khí tượng thủy văn Cửu Giang thuộc tỉnh Giang Tây, một trong những trạm quan trắc quan trọng theo dõi mực nước dòng chảy chính ở trung và hạ lưu của sông Trường Giang, đã dâng lên 20m, chạm mức báo động vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 6 vừa qua. Bộ trên đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt lên cấp 3 tại các tỉnh An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam, đồng thời cử thêm 4 đội công tác tới các địa phương để hướng dẫn cứu trợ lũ lụt. Lốc xoáy khổng lồ ở Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho hay, vụ việc xảy ra ở huyện Đông Minh, tỉnh Sơn Đông vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều 5 tháng 7 giờ địa phương. Thảm họa đã khiến một người tử vong, ngoài ra còn làm 79 người bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương xác nhận, cơn lốc xoáy rất mạnh còn gây thiệt hại to lớn về vật chất. Các trường hợp bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện, các hoạt động cứu hộ, cứu trợ và dọn dẹp đang được tiến hành. Truyền thông Trung Quốc đã đăng tải đoạn video ghi lại cơn lốc xoáy màu xám khổng lồ rít lên và cuốn theo các mảnh vỡ lên bầu trời. Trên mạng xã hội Weibo cũng đăng tải một số đoạn video cho thấy đường phố vương vãi các mảnh gỗ và đá. Biểu hiện cửa hàng bị lốc xoáy, cuốn bung, ô tô bị vỡ, cửa sổ và cây bật gốc. Đất nước tỷ dân đang phải hứng chịu tình trạng thời tiết khắc nghiệt,
trong những tháng gần đây, từ lượng mưa lớn gây lũ lụt chết người đến đợt nắng nóng như thiêu như đốt. Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính hàng đầu và điều này góp phần thúc đẩy biến đổi khí hậu, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong cơn lốc xoáy ngày 27 tháng 4 ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Theo Cục Khí tượng tỉnh Quảng Châu, lốc xoáy xảy ra ở thị trấn Trung Lạc Đàm, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, lần này có cường độ mạnh tương đương sức gió gấp 5 đến cấp 17. Cường độ lốc xoáy ban đầu được xác định là cấp 3. Trạm khí tượng thôn Lương Điền cách nơi cơn lốc xoáy tấn công khoảng 2,7 km, ghi nhận sức gió giật tối đa là 20,6 m/s, cấp 8. Một số hình ảnh được ghi lại trong cơn lốc xoáy khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt. Đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy lốc xoáy cuốn theo nhiều vật bay lên không trung, bầu trời tối sầm. Tân Hoa Xã dẫn lời các giới chức địa phương cho biết, 141 nhà xưởng bị hư hại nhưng không có ngôi nhà dân cư nào bị sập. Ngoài ra, mưa đá còn xảy ra ở quận Tân Thành, quận Phiên Ngung và một số nơi ở Quảng Châu. Theo tờ Quảng Châu Nhật Báo, những hạt mưa đá có kích thước lớn hơn nắm tay, đập vỡ cửa kính nhiều ô tô, nóc chợ và thậm chí làm vỡ cả mũ bảo hiểm. Trước khi xảy ra lốc xoáy, Cục Khí tượng Quảng Châu đã đưa ra cảnh báo rằng lốc xoáy và mưa đá có thể xảy ra ở quận Bạch Vân, Tân Thành, Hoa Đô và nhiều nơi khác. Theo Tân Hoa Xã, tính đến 22 giờ giờ địa phương, hoạt động tìm kiếm cứu nạn kết thúc. Theo Weibo, sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu lúc 22 giờ 35 phút ngày 27 tháng 4 do thời tiết đối lưu mạnh, hệ thống chiếu sáng và một số khu vực bị mất điện, bị ảnh hưởng bởi dông bão, sân bay đã đưa ra cảnh báo ứng phó khẩn cấp đối với sự chậm trễ chuyến bay. Cơn lốc xoáy xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn tấn công miền Nam Trung Quốc, gây ra lũ lụt, chết người và đe dọa hàng chục triệu người. Lực lượng cứu hộ phải khẩn cấp sơ tán những người dân bị mắc kẹt do nước dâng cao bất thường. Tỉnh Quảng Đông, trung tâm kinh tế có 127 triệu dân, đã chứng kiến lũ lụt trên diện rộng khiến hơn 110.000 người phải sơ tán trong những tuần gần đây. Đầu tuần này, truyền thông nhà nước đưa tin lũ lụt cướp đi sinh mạng của ít nhất 4 người ở Quảng Đông. Kể từ ngày 16 tháng 4, những cơn mưa xối xả kéo dài ở đồng bằng sông Châu Giang, trung tâm sản xuất Trung Quốc và là một trong những khu vực đông dân nhất nước này. 4 trạm thời tiết ở Quảng Đông ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong tháng 4. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo mưa lớn và bão mạnh có khả năng tiếp tục kéo dài đến cuối tháng này. Hàng năm từ tháng 4 đến tháng 9, lưu vực sông Châu Giang thường bị lũ lụt. Thế nhưng, khu vực này đã phải hứng chịu những trận mưa bão dữ dội hơn và lũ lụt nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây. Nhà khoa học cảnh báo khủng hoảng khí hậu sẽ khiến thời tiết khắc nghiệt hơn, nguy hiểm hơn và thường xuyên hơn, mặc dù lốc xoáy xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc như ở Mỹ, nhưng chúng vẫn xảy ra. Một bài báo khoa học vào năm 2015 cho thấy, trung bình Trung Quốc có ít hơn 100 cơn lốc xoáy mỗi năm và ít nhất 1.772 người thiệt mạng do lốc xoáy ở nước này trong 50 năm, kể từ năm 1961. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.